Hôn phối không phải là sự nối kết của hai thế giới, mà là từ bỏ hai thế giới để nên một thế giới mới. Trong ý nghĩa ấy, có thể so sánh ơn gọi hôn nhân với lời khuyên của Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có, là hãy về bán tất cả tài sản và trở lại theo Ngài. Đây là một tiếng gọi phải từ bỏ hoàn toàn. Thật thế, đối với phần đông, hôn nhân là bước đi tới để thực thi giới răn của Chúa Giêsu là hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Trong hôn phối, người phối ngẫu chính là tha nhân, và lắm khi đó là một tha nhân đã bị đánh đập và bỏ dở sống dở chết trên con đường tình yêu, và không được những kẻ qua đường ngó ngàng tới. Đó là một tha nhân đặc biệt, một tha nhân đòi hỏi người phối ngẫu phải yêu thương như chính mình, và yêu thương cho đến chết. Một bước cam kết sống yêu thương như thế không thể thực thi được nếu không có ơn trợ giúp và tình yêu của Chúa. Dĩ nhiên, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng yêu thương nhau cho đến đầu bạc răng long mà không hề ý thức hay tìm kiếm sự trợ giúp của Chúa, hoặc ngay cả lệ thuộc vào Ngài bất cứ cách nào. Nhưng không thể có bất cứ một cuộc hôn nhân bền vững nào mà không có ơn trợ giúp của Chúa. Nếu không có ơn Chúa, thì tự sức mình, hai người phối ngẫu không thể nào có thể tuân giữ những lời thề thốt thủy chung với nhau. Hẹn đi chơi với người tình là một chuyện, mà hứa yêu thương người đó lúc thành công cũng như thất bại, lúc khỏe mạnh cũng như đau yếu, và suốt đời lại là chuyện khác. Những lời thề hứa trong hôn phối chỉ là những lời thề hứa đơn sơ, nhưng lại là những lời thề hứa mà con người cam kết tuân giữ suốt đời. Thật ra, đó không chỉ là những cam kết giữa hai người phối ngẫu, mà thiết yếu là những lời thề thốt với chính Chúa. Xét về phương diện loài người, đây quả là những lời thề thốt không thể tuân giữ được. Chỉ có những kẻ ngây ngô mới lấy nhau vì nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ gặp khó khăn hay vấn đề nào trong cuộc sống lứa đôi. Nhưng hầu hết những ai có suy nghĩ khi tiếp cận với hôn nhân đều ý thức đầy đủ rằng họ chẳng biết họ sẽ làm gì hay điều gì sẽ xảy ra cho họ. Dù có tin tưởng ở vị thần nào, hay ngay cả chẳng có bất cứ niềm tin nào đi nữa, khi nắm tay thề thốt với nhau, người ta không thể không run sợ và cầu nguyện. Tuy nhiên, những người phối ngẫu Kitô thì trái lại, có được chút an tâm, vì biết rằng họ không đơn phương thề thốt với nhau, mà là đi vào giao ước với chính Chúa. Do đó, họ tin rằng, vì chính Ngài thiết lập định chế hôn nhân, Ngài cũng sẽ không bỏ họ một mình để thực thi những cam kết của họ. Tình yêu và lòng thương xót của Ngài sẽ đồng hành với họ trong suốt cuộc đời hôn nhân. Những lời thề thốt trong bí tích hôn phối là những lời thề thốt quen thuộc nhất trong lịch sử loài người. Những lời thề thốt ấy quen thuộc đến nỗi ngày nay, ngay cả trong hôn phối không tôn giáo, người ta cũng đọc lên những lời thề thốt ấy, và chẳng còn xem đó là những lời thề thốt nữa, mà chỉ còn như một thứ nghi thức không hơn không kém. Người ta thề thốt với nhau trong hôn phối cũng như bất cứ ai ra trước tòa án phải đặt tay lên kinh thánh, mà chẳng cần biết kinh thánh là gì nữa. Người ta quên mất rằng khi một người đàn ông và một người đàn bà cầm tay nhau để thề thốt, đó là một biến cố siêu nhiên. Những lời thề thốt ấy là những lời hứa chân thật duy nhất mà con người có thể trao cho nhau trong quan hệ giữa người với người. Đây có thể cũng là những lời thánh thiêng duy nhất dễ phai tàn trên môi miệng của người. Chỉ cần 30 giây để nói lên những lời thề thốt ấy, nhưng phải có cả một đời để giữ những lời thề thốt ấy. Lời thề thốt khác với một lời hứa hẹn hay một quyết tâm. Khi một quyết tâm không được tuân giữ, hoặc người ta quên đi,
hoặc là làm lại. Nhưng một lời thề hứa luôn có giá trị của nó. Thề hứa trong hôn phối không giống như ký tên vào một hợp đồng pháp lý hay bất cứ một lời hứa nào trong quan hệ giữa người với người. Một người không thể hứa hẹn yêu thương một người khác. Người đó chỉ có thể thề hứa làm điều đó mà thôi. Tự nó, một lời thề hứa là một lời tuyên xưng đức tin về sự yếu đuối của mình, và nhất là tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Do đó, tuân giữ một lời thề hứa không có nghĩa là thề thốt sẽ không phá vỡ lời thề hứa ấy, mà chính là cam kết suốt đời khám phá ra đâu là ý nghĩa của lời thề hứa ấy, và cố gắng thay đổi và trưởng thành phù hợp với lời thề hứa ấy. Thành ra, không phải con người tuân giữ lời thề hứa, mà chính lời thề hứa gìn giữ con người. Chẳng hạn, một lời thề hứa có thể giữ cho con người được trung thực hơn khi buộc người đó phải ngày ngày đối diện với sự thiếu thành thực của mình. Một lời thề hứa có thể thúc đẩy con người yêu thương hơn khi buộc người đó phải ngày ngày đối diện với tính ích kỷ của mình. Lời thề hứa là một mầu nhiệm. Nó vừa sửa đổi con người, vừa hướng con người đến những lý tưởng cao đẹp hơn. Như thế, người lập gia đình là người được gìn giữ, được bảo vệ bởi chính lời thề hứa đã được đọc lên trước mặt Chúa. Được gìn giữ bảo vệ không phải khỏi sự an toàn giả tạo, mà chính là nhờ sự tha thứ vô bờ bến của Chúa. Nhiều người cho rằng hôn nhân có bền vững được là nhờ tình yêu hổ tương giữa vợ chồng. Dĩ nhiên, để cho hôn nhân được tồn tại và thành công, cần phải có tình yêu. Nhưng kỳ thật, chính những lời thề hứa mới là yếu tố làm cho tình yêu được bền vững và hôn nhân được lâu dài. Nói như thế có nghĩa là tình yêu không phải là một cảm xúc hay một lời hứa hẹn, mà là một quyết tâm, một hành động của ý chí. Tất cả những cuộc hôn nhân nào chỉ xây dựng trên những cảm xúc chóng qua, nếu không đổ vỡ thì cũng trải qua nhiều sóng gió. Nhưng những cuộc hôn nhân nào xây dựng trên những lời thề hứa mà hai người phối ngẫu thật sự xem trọng và hiểu được ý nghĩa, đó là những cuộc hôn nhân bền vững, bởi vì không đặt nền móng trên lâu đài cát của những cảm xúc, mà cắm rễ sâu trong chính tình yêu của Thiên Chúa và quyết tâm chiến đấu và canh tân không ngừng của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.